năm món nợ này dù khó khăn tới đâu cũng không nên đụng tới kẻo ràng buộc cả cuộc đời. Món nợ thứ bốn không ít người vướng phải, cả đời mệt mỏi. Cuộc đời dài đằng đẵng, có năm món nợ dù thế nào cũng không nên dây dưa kẻo chuốc họa vào thân. Người xưa thường nói chúng ta gặp nhau chính là duyên nợ. Bạn nợ tôi, tôi nợ họ, thế là ba chúng ta gặp nhau. Nhân gian này sở dĩ có nhiều mối duyên nợ như vậy là do chúng ta đều là oan gia của nhau. Vậy con người làm sao đối mặt với món nợ này? Trong cuộc đời có năm loại nợ không thể mắc vào, một khi đã dây vào sẽ khiến nhân sinh bị hủy hoại, rơi xuống vực sâu. Nhân quả của người khác, ai cũng mang phần nghiệp của riêng mình, nhưng hãy hiểu nước sông không phạm nước giếng, nếu người đi trước can nhiễu quá nhiều vào nhân quả của người đến sau, thì người đi trước sẽ phải chịu tai họa lớn. Nhân quả ở đây là nghiệp chướng mà con người phải gánh chịu. Đối với tai họa không phải của mình, ta nên tránh xa càng sớm càng tốt, nếu không, ta sẽ phải gánh chung cái nợ của người khác. Nói chung, chúng ta nên tôn trọng bất cứ điều gì xảy ra với người khác, vì ta không thể hiểu họ đã làm những gì, nên tốt nhất là đừng can dự quá nhiều. Dù sao thì cuộc sống của mọi người đều do tự bản thân quyết định, tự mình sống tốt phần mình là được. Ân tình của người khác, trong một xã hội giữa người với người, tồn tại một món nợ mà ta bắt buộc phải trả, đó là nợ ân tình. Nợ ân tình là món nợ mà bạn mắc phải khi nhờ người khác giúp đỡ. Ví dụ, bạn nhờ ai đó giúp và họ cho bạn vay 100 triệu sau này, bạn trả họ 110 triệu, 10 triệu được thêm vào đó chính là tiền lời hoặc thay lời cảm ơn của họ dành cho họ. Thế nhưng, bạn trả 110 triệu nhưng không có nghĩa là món nợ này đã kết thúc. Đối phương sẽ nghĩ, lần này tôi giúp bạn, lần sau sẽ đến lượt bạn giúp tôi, không phải vậy sao? Nếu sau này họ nhờ bạn giải quyết hội những thỉnh cầu khó nhằn, bạn cũng không thể từ chối với lý do lần trước họ đã giúp bạn. Cứ như thế, người chịu thiệt không ai khác chính là bạn thế nên khi gặp sự cố nếu tự mình giải quyết được thì đừng tìm đến người khác nếu không cả đời này ta cũng không bao giờ trả hết được món nợ này mối duyên không thuộc về mình những mối quan hệ tốt đẹp phải biết trân trọng và giữ gìn còn những mối duyên nợ chỉ đem lại phiền não mệt mỏi cho bản thân thì phải tìm cách cắt đứt nhiều người vẫn còn mắc các mối nợ ân tình ví dụ như tình cảm dây dưa với người yêu cũ với người tình ngoài hôn nhân những mối quan hệ này tốt nhất là không bao giờ dính líu hoặc phải sớm cắt đứt nếu không món nợ này sẽ mãi đeo bám và phá hủy hạnh phúc gia đình của chúng ta tiền trong tương lai do sự phát triển của thương nghiệp và sự xuất hiện của các điểm cho vay xã hội hiện nay dần hình thành thói quen tiêu tiền trước trả nợ sau khi gặp một món đồ xa xỉ ưng ý nhưng chưa thể mua được không ít người sẽ rút hết thẻ tín dụng của mình để mua nó có người thậm chí không đủ khả năng trả trước đã vay tiền khắp nơi hoặc mua trả góp, để rồi phải dành nhiều năm trời kiếm tiền trả món nợ ấy. Thói quen tiêu trước trả sau này tuy không thành vấn đề đối với người giàu, nhưng đối với những người bình thường thì đây sẽ là cục nợ trói buộc họ, thay vì tìm kiếm niềm vui để rồi đánh đổi cả quãng đời sau này, chi bằng chăm chỉ làm việc rồi hưởng thụ thành quả. Mọi người thường bảo rằng sướng trước khổ sau, cuộc đời chúng ta như thế nào là do ta tự quyết định. Ơn nghĩa của quý nhân chúng ta phải biết đáp trả ân tình những người đã giúp đỡ mình tuy nhiên những kẻ vô ơn thì dù có giúp họ bao nhiêu thì họ vẫn không biết trân trọng thậm chí còn đâm sau lưng chúng ta xã hội càng phát triển chủ nghĩa cá nhân càng lên cao bản thân con người cũng trở nên ích kỷ quên đi cách trả ân tình quý nhân đã giúp mình tuy nhiên ông trời luôn công bằng với quý nhân đã giúp bạn dù chỉ một lời cảm ơn cũng đủ thể hiện sự trân trọng của bạn dành cho họ ngược lại nếu ngay cả một lời cảm ơn cũng không có thì sớm muộn gì phước lành cũng sẽ biến mất tệ hơn là không còn ai muốn giúp đỡ bạn nữa. Ta phải biết khắc ghi trong lòng ân nghĩa của những quý nhân trong đời. Nếu ta không hiểu được đạo lý đó, không nhớ trả món nợ ơn nghĩa này, sớm muộn tai họa cũng sẽ đến.